Con cây ở đấy à? Ngồi đấy an toàn không? Con ngồi gần ra phía kia thì mẹ mới nhìn thấy bà, mẹ mới quay được bà. Nếu cùng mình con ngồi hẳn giữa con chắn bà là mẹ hết quay luôn. Hôm qua con xếp bánh trưng cho bà, hôm nay con ngồi con xem bà rửa bánh trưng thích nhá. Đúng rồi, bây giờ sủi xô, bây giờ nó nóng. Hôm qua nó nguội. Ui. À, nước nó bắn lên con à? Ờ. Này, nó biết mà, biết tự lường. Mà cái này không phải tự nhiên nó biết, là phải dạy nó mới biết. Đúng là tìm được con chuột biết nó chỗ nào, chỉ chôn nó đi là hết mùi mà. Không tìm được mà bó tay luôn. Phải gọi mấy nhà hỗ trợ nhau tìm nó mới ra. Làm sao vậy con? Gọi là kết hợp nhau tìm. Làm sao vậy con? Con gà nó cứ gọi là cốt cốt. Bánh này là bánh gì hả con? Bánh gì nhỉ con nhỉ? Bánh chưng. Bánh. Đúng rồi, bánh chưng. Đúng rồi, bánh chưng. Ủa, sao sẽ là banana ạ? Ủa, đây là cây chuối. Ủa, đúng rồi, con gọi là cây chuối. Ra bằng bằng ngoại cho gà ăn, cho cô cốt ăn. Cây chuối này cho cô cốt ăn, quả chuối này cho Việt Long ăn. Ừ, quả chuối này cho Việt Long ăn, cây chuối này cho cô cốt ăn. Cô cốt là con gà. Cứ bảo nó gói bé thôi, gói mỏng thôi mà. Chắc là ai gói dày chứ con thấy lúc đầu nó gói mỏng mà. Con nhường chỗ cho em à? Rồi, tấm mới để lát ăn trước. Tấm đấy để lát ăn trước á. Ừ, nó vỡ rồi. Anh Nam cháu gói dày quá nó bục ra. Nhà có khách, nhà có khách. Thế nữa làm cái khác. Làm cái khác á? Đúng. Ôi giời, tại vì mấy cái liền này.
cái tội gói tham gói dày. Thôi khỏi phải rửa, cái đấy khỏi phải rửa luôn, bà để ăn khỏi phải rửa. Chín rồi. Ô, con đây để nguyên bà, không có nóng con, bánh vẫn còn đang nóng. Bánh còn đang nóng, con quay ra đây đi. Mau lên, không có. Để kệ li li, để kệ li li, nếu không là bỏng nó. Nếu không là bỏng là buôn nê đó con. Ờ, nếu không là buôn nê giống như là đi tê của papa á.